Đúng rồi, Thành Văn xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2019, đội ngũ Thành Văn chúng tôi đang có mặt tại thành phố Thanh Hóa, bàn giao bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, cột 12 gồm 10 món hàng siêu khủng cho gia đình nhà chú khách hàng đến từ thành phố Thanh Hóa. Trên mình quý vị đang thấy đây là bộ bàn ghế đã được đội ngũ Thành Văn chúng tôi kê và lắp đặt vào đúng vị trí không gian phòng khách của gia đình nhà chú khách hàng. Bộ này thì hôm trước là chú đã trực tiếp về cơ sở của đồ gỗ Thành Văn chúng tôi để ký nhận phần mộc. Còn ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong và đã đưa tới nhà và kê vào đúng không gian vị trí của gia đình chú Phượng. Trên này quý vị đang thấy đây, bộ bàn ghế được kê vào đúng không gian phòng khách của gia đình. Nó tôn vinh lên cái vẻ đẹp. Tôn vinh lên cái vẻ đẹp của phòng khách rất chi là nhiều. Trước đây thì gia đình nhà chú cũng dùng một bộ bàn ghế vuông mun mà loại nhỏ, cỡ nhỏ là chú đóng từ năm 2000 đến nay là được 19 năm rồi, và bây giờ chú tiếp tục là vẫn chơi bộ ghế mun này, chú rất yêu thích bộ mun. Đây là hàng đẳng cấp đỉnh cao và thương hiệu được gỗ Thành Văn chúng tôi, và bộ này chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều trong các clip giới thiệu phần mộc này. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong và bàn giao xong cho gia đình nhà chú và kê ở đúng vị trí không gian. Và bây giờ chúng tôi có quay lại đoạn video clip để giới thiệu với toàn thể của khách hàng về sản phẩm của đồ gỗ Thành Văn chúng tôi khi đã được kê vào đúng không gian vị trí của gia đình. Nó rất chi là đẹp, nổi bật không gian phòng khách của gia đình. Và ở phía trước này chú còn thiếu một chiếc kệ tivi nữa rồi, chú có đôi loa rất chi là đẹp. JBL S 4700, JBL S 4700, JBL S 4700, đôi loa đẹp. Đây là hàng SVA 2100, JBL S SVA 2100. Đây là đôi đen. Đôi đen. Còn đôi đây là S 4700, S 4700. Đôi loa rất chi là khủng, đôi loa rất đắt tiền. Và ngoài ra bộ ghế ngoài bộ ghế phòng khách này ra thì là chú Phượng sẽ còn đặt đỗ thành lưng tôi một bộ bàn ghế ăn. Bàn ghế ăn sau này chúng tôi sẽ thay thế bộ bàn ghế ăn này của gia đình. Bàn ghế ăn chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện, và khi hoàn thiện xong chúng tôi sẽ vào thay đổi cái bộ ghế này cho gia đình chú Phượng. Alo, ngài full full đánh việc ly cùng với cả cái sập thờ tăng cấp. Trên mình quý vị đang thấy đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, cột 12 gồm có 10 món hàng siêu VIP của gia đình nhà chú Phượng đến từ thành phố Thanh Hóa, mà đã được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là hoàn thiện và lắp đặt vào đúng không gian phòng khách của gia đình. Nó rất chi là nổi bật, nổi bật nhất phòng khách này. Rất chi là đẹp, vân gỗ thấy được. Rất đẹp, rất tình cảm. Thành Văn chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu, mẫu mã kích thước của gỗ, và chúng tôi chuyên làm các hàng khủng, hàng siêu VIP. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi trên hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888, hoặc quý khách có thể về trực tiếp tại hai cơ sở của Thành Văn chúng tôi. Cơ sở 1 nằm tại đầu thôn Ngàn Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở sản xuất chúng tôi đặt tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 nằm tại phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và thay mặt đầu gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn gia đình nhà chú Phượng đã tin tưởng
mua hàng của Đỗ Thành Luân. Thành Luân xin kính chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc và trong mọi lĩnh vực. Xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.